Cái gì? Chị có ăn 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 xong có bỏ phần xương không? Có. Có không? Bỏ được không? Có phải không? Có, ăn xong mình tự nguyện thôi à. Ngay bắt mình đúng rồi, mình tự nguyện, bỏ mấy cũng được phải không? Đúng rồi. À. Ở đi. Mình kêu là phải tiền. Ở đi. Thì ăn xong mình tính mình bỏ bao nhiêu? 70. Ồ, là da gì ta? Nhớ bỏ nha, chập hồi quay phim bỏ làm tiếng bỏ nha. Thằng rồi mình đi Phương lại đi anh. Bên đó chị toàn cả người Sài Gòn không chắc gì Huệ tư khi qua chứ. Cái nọ chứ nữa à. Tao có đại Sài Gòn. Nọ rửa chứ nọ rửa. Dạ, không có được nghe. Đấy, nọ rửa chứ nọ rửa chứ nọ dòng Sài Gòn mà có ai nghe dòng Sài Gòn nói toàn dòng Đà Nẵng nó rửa không. Cái mô mà nội dung hệ ra người ta bây sợ ngon ngon tưởng lên ăn chùa còn chê nhá ai là không tưởng thôi chứ đâu chơi đâu nói vậy thôi. Ủa cái này là cái gì mà đây là bánh trung thu. Bánh trung thu hả? À, bánh trung thu ngon này, cái nến này đúng sướng con thích ăn. À, bánh bánh trung thu ấy. Ăn kè. Từ từ thầy chưa cúng xong đâu, thầy chưa cúng xong đâu, ngồi đi chứ thôi vô đó bụi bặm lắm, nói chuyện đi chưa, thầy còn đọc trong kìa, thầy còn đọc kinh trong kìa, ngồi đi. Đây. Chị cái này ăn miễn phí á chị? Ăn miễn phí rồi mà em không thích ăn miễn phí, em thích ăn đó tiền quá à. À, dạ rồi. Cảm ơn chị. Bắt tận tay rồi. Ủa, bây giờ bây giờ bây ngắm là no rồi. Chuẩn cà phê luôn hả? Không biết ngon không đại. Cho hai ly, em ly, chị này. Cô, người ta lấy có 2 cái, con lấy 5 cái được không cô? Lấy bao nhiêu cũng được hết hả? Rồi, đẹp quá ha. Ủa cái này là mình làm ở nhà hay là mình có bán quán nào không? Mình làm ở nhà hết rồi. Phải có mấy người bạn ăn chung luôn. Để chung ra luôn. Có cái này ăn dịch hả? Đổ đổ đổ. Cho con cái bánh 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 này được không? Cho một ly trà đi. Đây đây. Cho em cái nha. Mấy chờ chờ thì lát hậu có 2 cái. Dạ không, lấy cái gì vậy. Ăn đủ lâu, rồi, lâu. Ăn dư.
xong nhớ bỏ từ thiện nha. Ăn mà không bỏ là nuốt con trôi đó. Cứ gieo duyên mà. Không, không được, gieo là phải đúng duyên chứ. Hay nước lèo, rau cải nguyên chất, không không có bột ngọt, không có gì hết. Đúng rồi. Dạ, mà mọi người ăn nhớ, nhớ uống luôn cái nước. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn không không có tốt. Đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Rồi một vòng thu hoạch là mình được mấy cái bánh nha mọi người. Không biết lái xe con có bị dạ. Không biết gì bán ai có đấy đâu nên mình mất.